Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4shop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái series mới, đó là tút 1 phút 30 giây, chia sẻ những cái tút mà chúng ta dễ sử dụng, dễ làm, đại khái những cái tip. Ok, thì cái tip đầu tiên này đó sẽ là thay đổi cái màu chữ cho nó nhanh. Thì lúc đầu những cái cách làm bình thường các bạn á, thì khi mà mình cần đổi cái màu chữ á, thì thông thường ví dụ như là cái quote này, cái câu chữ này chẳng hạn, mình muốn đổi màu thì ta phải là chọn cái công cụ text, rồi bắt đầu là quét chọn rồi mới thay đổi ở đây, hoặc là thay đổi ở những cái khu vực khác, cái đại khái thế. Tuy nhiên là chúng ta có những cái cách để chúng ta thay đổi cái màu chữ nó nhanh hơn so với việc là chúng ta phải làm như thế này. Đó, đầu tiên ha, là chúng ta chỉ việc là chọn chọn cái màu chúng ta cần ở trong cái bảng bảng màu pick, có thể color picker. Sau đó chúng ta có một cái phím tắt, đó là alternate delete. Chúng ta sẽ chọn vào trong cái layer chữ mà chúng ta muốn đổi màu nhanh, alternate delete, nó sẽ thay đổi luôn. Ví dụ như là đây mình muốn chọn một cái màu, ví dụ màu xanh, màu bạc bạc này. Đó, mình chọn xong rồi ha, nó đang ở cái foreground này, màu trên, alternate delete đó. Màu khác chẳng hạn thế, hoặc là chọn bấm B qua brush rồi đè phím alternate, chúng ta chọn màu, đây mình chọn hơi màu hồng hồng đấy, alternate delete ha, mình đang chọn đây mà, alternate delete nè. Đó, đây mình chọn sáng hơn thì alternate delete. Đại khái thế. Thì cách này nó giúp chúng ta là chọn cái màu và áp cái màu nhanh hơn nhiều so với việc là chúng ta phải từ từ rồi click rồi kéo chọn, rất tốn thời gian. Đây mình muốn đổi chữ hơn nè, chọn click chữ hơn ha. Đơn giản là click chọn layer thôi, alternate delete xong. Thì đó là cái cách chúng ta thay đổi màu chữ. Còn cái cách để mà chúng ta tương tự cách này là thay đổi cái solid color, tương tự như vậy. Ví dụ như là đây mình có solid color màu đỏ đi, mà bây giờ mình muốn đổi nó qua màu xanh, mình chỉ việc chọn màu xanh này ha, alternate delete, nó sẽ thay đổi luôn, nó rất là nhanh. Và cái phím tắt này còn áp dụng ở một số chỗ nữa, cho nên các bạn có thể tự khám phá thêm. Cái sử dụng nhanh thì đa phần là chúng ta sử dụng đổi màu chữ là nhiều nhất, để không mất công là phải click vô chọn cái type tool, xong cái click kéo chọn rồi bắt đầu đổi màu, rất là tốn thời gian. Cứ chọn màu rồi alternate delete, chọn màu alternate delete thế thôi. Hiểu, các bạn đã hiểu, nhớ subscribe, share và like cái video này. Nếu như các bạn cảm thấy cái video, cái chuỗi, cái cách làm nhanh như này, những cái tip nhỏ như này nó gọi là hữu dụng thì comment bên phía dưới cho mình, để mình coi mình tiếp tục gọi là có cái ủng hộ để mà mình tiếp tục làm cái bước sau ha. Rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào cái tutorial sau.